Con này to lắm này Thắng ơi. Chị cứ vào trong ra đây với chị đi. À. Là túi bé Thắng rồi. Vâng.
Này, cứng thật đấy. Úi dồi, to nhở. Cái túi đây, đây, bước vào túi đi. To quá. Nặng đấy. Úi đây còn cú nữa này. Ra đây ngoài kia đây trước đi. Ừ, ra đấy đợi đi. Ngoài đây. Đây. Đi xuống dưới đây trước đi, chị lấy cùi đã. Đi đây, về đây. Đâu, ở đâu đây? Đây. Cái chỗ này ghê thế. Có chưa? Đi, đi lên trên đi. Này to chưa? Cho nó đo bắt tay nè. Úi dồi ôi, bắt chân nè. Vừa luôn, đẹp nè. Nè, rút vào gùi cho chị. Gùi là to đấy. Nè, lên đây đi. Chắc còn có nữa đấy. Thank you.
Thank you.
lâu lâu mới có một kỳ vâng mà năm kỳ bán cái gì tôi nghĩ rằng giá phục vụ cho bà con thì chúng ta sẽ chơi chờ trong buổi trái này tất cả các loại mặt hàng thì 100.000 cái vâng một trăm nghìn nghĩ rằng giá phục vụ cho bà con cô thì chúng ta sẽ chơi chờ trong buổi trái này lâu lâu mới có một kỳ vâng mà năm kỳ bảy hoa thì ai mới có một viên Đấy, giá chỉ có 100.000 đồng trên một tấn.
6 7 cái đâu. 4 5 9 5 6 7 8 9 10 cái nào. Một cô cho bà con cô chú chú bác đi chơi đi chợ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, giảm giá phục vụ cho bà con cô chú chú bác đi chơi đi chợ trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, thank you. Đấy, cái loại này giá gì cho nó vẫn 200 nghìn một chiếc đây. Các đẹp về đây, thay mít đổ đồng đủ đống chỉ có 100 nghìn 5 cái. Chú 3 5 6 7 8 9 10 cái nào. Các chị mít đổ đồng đủ đống để phục vụ bà con cô chú chú bác đi chơi đi chợ trong buổi chiều ngày hôm nay. Cứ xem quân lựa chọn cho mình. Lựa chọn cho thoải mái và lựa chọn cho sảng khoái các bạn này luôn. Với tất cả các loại mặt hàng quần áo thời trang ạ. Áo thanh niên nam nữ, ông già bà già và trung tuổi trẻ tuổi đều có thả gần 100 nghìn năm cái nào có nào. Để phục vụ bà con cô gì cho ai đi chơi đi chợ trong buổi chợ ngày nay. 100 nghìn năm chiếc ạ. Và hôm nay con này nó bằng 100 nghìn năm chiếc đơn đó ạ. Đấy, chọn cho thoải mái, lựa chọn cho sảng khoái đồ tay 100 nghìn năm 6 7 cái đâu nào. Các bạn này gia đình nhà mình là thanh niên giảm giá phục vụ cho bà con cô gì cho ai đi chơi đi chợ trong buổi chợ ngày nay. Công ty Mayfair Sài Gòn này đi hôm nay thanh lý đồ đông đồ đống để vào vào tổng tất báo phục vụ bà con cô gì chúng ta đi chơi đi chợ trong buổi chợ đi tẩy hoa thì là mới có một kia luôn ạ. Vừa đẹp vừa đẹp này vừa sang vừa đồng hoàng này còn lấy thứ luôn chúng ta chỉ có 100 chỉ có 20.000 một chiếc đấy 20.000 một chiếc của 100.000 năm chiếc nào đấy nhanh tay lựa chọn cho mình và lựa chọn đi chơi đi chợ trong buổi chợ ngày hôm nay. Tất cả các mặt hàng của công ty Mayfair Sài Gòn này đang đây thanh lý rất giảm giá phục vụ cho bà con cô gì chúng ta đi chơi đi chào 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 bà con cô chú chú bác đi chơi đi chợ trong buổi chiều ngày hôm nay với giá từ chỉ có 100 to it. Thank you.
ăn gì nó được, chỉ lấy cái này thôi được. Lấy cào luôn một cái rổ đấy đi cũng được. Vào tay đấy nha. Vào đây bình thì đi. Được nên ăn rồi đấy. Khi nào nên ăn em ra với. Được luôn.